Sáng ngày 8 tháng 10, Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn tổ chức sơ kết công tác chính quyền 9 tháng, bổ khuyết nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, công bố quyết định thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Trong 9 tháng qua, Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn tập trung chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt từ 73 đến 78% kế hoạch năm, thu ngân sách đạt 90% dự toán năm, quản lý đất đai, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường được chú trọng, các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, giải quyết chế độ chính sách được quan tâm thực hiện. Phường chủ động thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống bão, giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân. Sau bão, phường huy động tối đa lực lượng phối hợp tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3. An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường. Trong 3 tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn xác định 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó phường sẽ tập trung cao cho nhiệm vụ thu ngân sách, nhất là các chỉ tiêu còn đạt kết quả thấp, tăng cường hiệu quả công tác quản lý đô thị, xây dựng đất đai, kiên quyết xử lý các vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác văn hóa xã hội, tư pháp văn phòng, thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh. Ủy ban nhân dân phường tăng cường phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân phường công bố quyết định thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự và các quyết định công nhận tổ trưởng, tổ phó, tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn phường. Tại mỗi tổ dân phố thuộc phường thành lập một tổ bảo vệ an ninh trật tự, mỗi tổ có một tổ trưởng, một tổ phó và các tổ viên các tổ có nhiệm vụ hỗ trợ nắm tình hình về an ninh trật tự xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ quản lý hành chính về trật tự xã hội vận động giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở tuần tra bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động